Chúng ta nên nhớ rằng khi Đức Phật dạy cái điều là ngăn cấm uống rượu hoặc hạn chế uống rượu hoặc đưa ra các cái nghĩa của uống rượu là không phải tự thân của rượu đem đến tội lỗi. Nhớ là như vậy, uống một miếng rượu không tội lỗi, nếm một miếng rượu không tội lỗi, dầu là tôi, nhưng mà nó liên hệ đến những điều khác. Chứ không phải là Đức Phật nói là uống rượu có tội là tự thân của miếng rượu nó tội, giống như chúng ta từng suy diễn hoặc là một số người áp đặt các vị. Tôi nhớ Trang Tử có một câu nói rất là hay, cũng liên hệ một phần trong đó dính dáng đến rượu. Trang Tử nói là người quân tử muốn sử dụng người thì cần phải có lưu ý những điều sau: cho người ở thật xa để hiểu được lòng trung, cho người ở thật gần để hiểu được lòng kính, giao thật nhiều việc để hiểu cách tài, hỏi một cách bất ngờ vội vã để hiểu được cái trí, hẹn một cách gấp gáp để hiểu được chữ tín, giao thật nhiều tiền để hiểu được lòng nhân, và đánh chén thật sai để hiểu được nhân cách và cử chỉ của con người. Vậy thì tôi nêu cho các vị trong vô số những điều mà người quân tử thử một người để biết được lòng dạ của người đó như thế nào, thì trong đó có vấn đề liên hệ đến rượu. Tôi phân tích đơn giản để các vị hiểu một cách thoáng thôi, chứ bây giờ không có thời gian để chúng ta nói từng ly từng tí. Cho ở thật xa để hiểu được lòng trung. Thường thường con người ta thì xa mặt làm sao? Cách lòng, vợ chồng, thầy trò, bậu bạn, mọi thứ cũng thế. Thường thường xa mặt cách lòng, và thường thường dễ thay đổi tình cảm, các mối quan hệ khi không ở gần. Vì vậy, cho ở xa để hiểu được lòng trung, có nghĩa là khi không ở gần, coi người đó có trung với ta không? Trung ở đây bao gồm cả thủy chung, yêu thương nữa. Và trung ở đây mang cái nghĩa là các mối quan hệ, thân tín. Thì đây tôi nói tắt vậy thôi. Rồi cho ở gần để hiểu được lòng kính. Bởi vì người ta nói gần chùa thì sao? Gần chùa thì kêu Phật. Hả? Gần chùa kêu Phật bằng anh. Ừ, có phải vậy không? Cái câu rất là rõ là vậy. Gần chùa kêu Phật bằng anh. Điều đó nói gì? Khi ở gần, thân quen nhiều, coi còn giữ được lòng kính trọng như thuở ban đầu không? Ví dụ các vị kính trọng một người nào đó, nhưng mà khi ở xa các vị hiểu một cách loáng thoáng, rồi các vị thể hiện lòng tôn trọng, nhưng mà khi ở gần, trong giao tế, có nhiều khi nó quá thường, thì các vị có giữ được cái sự tôn trọng như thuở ban đầu không? Đây là điều mà người ta mới nói là ở gần để thử lòng kính. À. Cho nên ở đó là mới nói cái câu gần chùa kêu Phật bằng anh là vậy đó. Các vị ở xa, các vị đi chùa, các vị thấy khấp khởi. Nhưng một số người ở gần chùa đôi khi không muốn đi chùa, muốn đi chỗ khác, hoặc đi chùa khác chứ không phải đi chùa gần. Nó vậy đó. Đây là những điều mà các vị nên nhớ. Tôi nói tắt thôi. Giao nhiều việc để hiểu cái tài. Cái này hiểu rồi đúng không? Người có tài thì các việc cùng một lúc vẫn làm được tốt như thường. Hỏi một cách vội vàng để hiểu cái trí, có nghĩa là ứng xử. Người nào thông minh ứng xử lẹ, hỏi một cách vội vàng mới biết được rằng người đó có thông minh không. Cái nghĩa là như vậy. Giao thật nhiều tiền để hiểu lòng nhân. Bởi vì khi quyền lợi đến, con người dễ dàng bất nhân, bất nghĩa. Nên nhớ là như thế. Cho nên cái này trong một bài giảng khác tôi sẽ phân tích sâu cho các vị. Còn hôm nay tôi chỉ gợi ý thôi. Rồi đánh chén cho sai để hiểu được cái gì? Để hiểu được cái cử chỉ và nhân cách con người, đúng không? Bây giờ tôi hỏi với các vị, chư bát giới, trước khi làm rễ thì mọi người thế nào? Phàm ăn nhưng mà làm rất giỏi, đúng không? Cho nên ông bà ông thấy rằng ăn đáng sợ quá, chư bát giới ăn ớn quá. Nhưng mà ngược lại nó làm sao? Nó gàm gấp một chục lần người khác. Cho nên thấy nó ăn nhiều nhưng mà cũng sao? Thôi kệ nó. Ăn nhiều nhưng mà ngược lại nó làm nhiều cũng quan hỷ. Nhưng mà sự thật rằng tới ngày hôn lễ điều gì xảy ra? Hả? Do cái gì mà lỗ tai mọc ra? Đúng vậy. Trong một bộ phim của Tây Du Ký chúng ta hiểu được cái gì? Bình thường thì có thần thông, đúng không? Cho nên là lỗ tai thu vào, lỗ mũi thu vào, tất cả thu vào như một cái chàng thanh niên tướng tú,
đẹp trai, phong cách, có phải không? Nhưng mà khi rượu vào sao? À, mất thần thông rồi. Rượu vào không có kiểm soát được nữa thì sao? Lỗ tai lòi ra, lỗ mũi lòi ra, miệng lòi ra, thế thế. Mà tự thân của bát giới biết rằng mình bị đó không? Không hay. Uống rượu vào là sai rồi. Mà khi mình mọc lỗ tai, lỗ mũi rồi mọc lông, mọc lá ra mà mình không biết. Vì đó, lúc đó là rượu vào mất kiểm soát. Và cơ bản nhất con người chúng ta là như thế. Đức Phật ngăn là ngăn cái này. Vì hậu quả của rượu là cái khôn lường. Nếu gọi là uống một cốc, nửa tách, nửa ly gì đó, hoặc những người tửu lượng cao, thậm chí uống cả ly, không sao thì việc đó cũng không là vấn đề. Nó cũng có vấn đề một chút, nhưng mà không là vấn đề, mang cái nghĩa là tội lỗi từ trong cái tự thân của cái ly rượu. Nhưng mà sự thật, hậu quả của rượu là điều mà không phải ngày hôm nay, mà Đức Phật là người có trí. Cho nên từ ngàn xưa Đức Phật đã thấy rất rõ về cái tai hại của rượu rồi. Mà bây giờ chúng ta có thể phân tích để hiểu được một cách cơ bản. Cho nên các vị thấy những điều mà Đức Phật dạy, hay là những điều các vị học, để lòng, làm được bao nhiêu tôi chưa biết, tùy khả năng mỗi người, nhưng phải hiểu cho đúng các vấn đề đi. Rượu thứ nhất là sanh bệnh. Thứ hai, đánh mất nhân cách đạo đức con người. Thứ ba, tan nát nhà cửa. Thứ tư, gây hậu hoạn cho nhiều người. Điều này các vị thấy rằng tai họa từ rượu là không ít, đúng không? Bây giờ trước hết bệnh tật. Người ta thống kê rằng những bệnh tật liên hệ đến rượu, mà tôi nói rượu liên hệ đến thuốc và ma túy nữa, nhất là những bệnh ung thư, chiếm 5-6-70% từ rượu, thuốc. Mà cơ bản rượu là người ta đã thống kê được 40% rồi. Còn nếu giới rượu rộng ra thì người ta sẽ hiểu nhiều hơn. Vậy thì tôi thấy rằng một số quốc gia như là ở Canada, người uống rượu mà khi bị bệnh ung thư, bảo hiểm không có trả tiền. Và nếu người nào uống rượu mà mua bảo hiểm thì bảo hiểm muốn bán phải bán cái giá khác với người thông thường. Người ta biết rằng rượu là cái chất mà cốt lõi để gây đến bệnh ung thư, nhiều bệnh ung thư. Và trong đó một trong những cái hậu quả từ rượu mà trực tiếp nhất là xuất huyết bao tử, để đem đến tử vong, là cái thành phần này không ít. Cho nên hội chứng lâm sàng về bệnh ung thư của Hoa Kỳ, họ khuyến cáo, họ cho biết rằng là rượu đem đến bệnh ung thư rất đáng sợ. Và những cái chết từ bệnh ung thư, họ thống kê được cái chỉ số rất cao liên quan đến rượu. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi chúng ta nghiện rượu, chúng ta bất chấp. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái tính chất như vậy, thì chúng ta cũng phải tự biết bảo vệ sức khỏe của mình tùy cái mức độ kiềm chế của mình. Tôi không tuyệt đối, tôi phân tích thôi. Tôi chưa bao giờ nói tôi cấm các vị điều gì. Và tôi nói rằng bản thân Đức Phật cũng không cấm chúng ta. Đức Phật chỉ phân tích mọi việc cho chúng ta hiểu thôi. Thứ hai, rượu nó đem đến tan nhà nát cửa, mất nhân cách của bản thân con người. Như bây giờ, cách đây vài năm tôi có xem cái video clip của một vị giám đốc bệnh viện. Trong hôm đó có hàng trăm người bị ngộ độc thức ăn, rồi các nhà báo người ta vào người ta phỏng vấn, người ta viết báo khi những cái người nhập viện về ngộ độc thức ăn. Thì vị giám đốc bệnh viện này do uống rượu, cho nên là có cái thái độ khiếm nhã và những lời nói nó khó nghe. Và các vị nhà báo người ta quay được cái clip đó, người ta đưa lên, và cuối cùng là Bộ trưởng Bộ Y tế đã đình chỉ công tác của người này. Và người này sau đó hối hận mới nói rằng là vì rượu mà tôi mất kiểm soát, cho nên tôi có những lời lẽ không hay như vậy, xin lỗi. Nhưng mà khi lúc ông ta do uống rượu thì ông ta nói những lời khó nghe và đuổi hết cái đám nhà báo. Biết tôi là ai không này kia, bình thường người ta đâu có vậy. Nhưng mà rượu vào thì như vậy. Và một số những cái điều nguy hiểm nữa là ảnh hưởng đến tan nhà nát cửa, để đưa mình vào trong các cái tội phạm mà trước đó chúng ta chưa từng nghĩ tới, nó chưa từng nói là làm. Bây giờ tôi nói là một cái việc đơn giản ở Vĩnh Long thôi. Một cái bà này mà khi mà lên là trở thành người kiện cáo, thì cái bị cáo là ai? Bị cáo là chồng mình thôi. Bởi vì trước đó đó, bà có một đứa con trai với đứa con rể nhậu với nhau. Và hai đứa con này khi nhậu cao trào rồi, thì cái đứa con rể mới chém chết cái đứa con trai của bà.
thì một đứa là con rể thì nó phải bị ở tù, còn con trai bà phải chết. Thì ông này do buồn bực về cái chuyện đó, tức là con trai mình chết, mà con trai là người ông thương yêu nhất. Cuối cùng ông ta cũng nát rượu, rồi hôm đó ông ta uống rượu, sau đó về nhà bóp cổ bà và đổ thuốc sâu vào trong miệng. Mà may là cứu được, bà không chết, nhưng mà cuối cùng vẫn đưa ra cơ quan pháp lý. Và khi kêu án ông là 12 năm tù. Như vậy bà vừa mất con, vừa mất rể, rồi bây giờ chồng ở tù. Cũng từ những cái việc mà rượu ra, việc đơn giản vậy thôi. Vậy thì các vị nghĩ trước khi uống rượu, người ta có nghĩ ta giết nhau không? Có nghĩ đập lộn nhau không? Ông này trước đó có khi nào nghĩ bóp cổ vợ mình để đổ thuốc sâu vào trong miệng không? Nhưng mà chuyện gì xảy ra là như thế. Rồi Đắk Lắk cũng vậy, một cái vụ án rất đáng sợ. Một cái người gọi là đi nhậu về thì thấy con mình là do má vợ đang ẵm, cái nói bà không được quyền ẵm con tôi. Thì cái người á, em vợ mới nói là bà thương cháu và mới ẵm chứ. Làm gì mà nói những lời xúc phạm đến mẹ như thế. Thì ông già ông mới nói những cái điều mà can thiệp vào việc đó nữa. Thì cái thằng này mới vào trong nhà, mới lấy dao ra, mới chém chết ông già. Thì cái bà đó mới bỏ đứa con xuống, bà lại bà can bà vô đó, thì nó chém chết bà luôn. Rồi cái đứa em vợ nãy mà nói vậy đó, nó chém bị thương luôn. Rồi cuối cùng bản thân nó đi tự sát luôn. Vậy thì tôi nói với các vị điều gì? Trước đó không ai nghĩ ra những chuyện tồi tệ như thế, nhưng mà khi rượu vào nó trở thành như thế. Cho nên có những người khi thắc mắc nó, ủa chồng con trước khi uống rượu hiền lành dễ thương lắm mà sao uống rượu giống như quỷ vậy? Chứ thật rằng lúc mất kiểm soát rồi mới biết chất thật của người đó như thế nào. Cho nên có những người khi uống rượu rồi là họ không còn chính họ nữa, họ là một người khác hoàn toàn. Cũng giống như Chư Bát Giới trước khi uống rượu là một anh chàng hào hoa vậy đó, khi uống rượu rồi mới nguyện nguyên hình Chư Bát Giới. Vậy thôi, mọi thứ khác đều như vậy. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy rằng cái tác hại của rượu rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật khuyên, khuyên là ở chỗ là để cho chúng ta đừng biến mình trở thành tội phạm. Tôi nói với các vị, bây giờ giao thông, tại sao các vị đi trên đường các vị thấy cái bảng biển báo phần lớn là những cái câu mà cho chúng ta thấy gì? Tuyệt đối nói không với rượu khi tham gia giao thông, có phải không? Nói không với rượu khi tham gia giao thông. Bởi vì người ta thống kê rượu để dẫn đến tai nạn giao thông quá nhiều. Gần một phần nữa các tai nạn giao thông thảm khốc đều liên hệ đến rượu, và bên cạnh đó là ma túy. Do những người sử dụng ma túy gây ra tai nạn thảm khốc, và những người uống rượu rồi gây ra tai nạn, nó chiếm hơn một nửa. Vì vậy người ta thấy tác hại của rượu quá lớn, cho nên là giao thông bây giờ người ta mới đo nồng độ cồn của các bác tài là như vậy. Bởi vì người ta biết rằng cái người uống rượu bản thân gây hại cho mình đã đành, nhưng mà lại gây hại đến hàng khối người khác. Vậy thì những cái tai nạn mà gây ra như vậy nó xuất phát từ rượu. Cho nên tôi nói với các vị, tự thân của rượu không phải là tội lỗi, nhưng mà hậu quả liên hệ đến vấn đề của rượu, từ bệnh tật nhân cách cho nên tai nạn, rồi đến tổn thương danh dự sự nghiệp của cuộc đời, liên hệ đến rượu quá nhiều. Có những người cả đời vì nghiện rượu mà không còn sự nghiệp, thậm chí không có gia đình. Có những kẻ thà mất gia đình nhưng mà không bỏ rượu. Có người thà vợ bỏ, con bỏ, mọi người thân xa lánh, nhưng mà rượu là không bỏ. Đây là những điều mà chúng ta từng thấy. Vì vậy người Phật tử khi hiểu được Phật Pháp, sử dụng rượu trong những trường hợp thật sự cần thiết, là khi lễ lọc, khi mọi thứ, thì cũng phải nhớ đến sức khỏe của mình và nghĩ đến cái sự làm chủ của mình trong các tình huống.